Chào mọi người, khách hàng vừa mới mở con mắt ngoài, kích mí dưới to nhá, kích giữa nhá. Và cùng nhìn ảnh của bạn lúc trước khi làm. Mọi người có thể thấy được là mắt trước khi làm rất là nhỏ ha. Nhỏ với cả rất là nhiều bọng mỡ, nhìn thấy phần này không ạ? Bọng mỡ thừa và da trùng nhé. Bây giờ mình loại bỏ da trùng và bọng mỡ dưới ha. Nhìn đây đây giúp chị, mắt to hơn rất là nhiều. Toàn bộ da trùng và cuồng thâm ở mí dưới đã được loại bỏ nhé, cùng một góc đấy ạ. Nhìn cùng một góc nhé, đấy, mắt to hơn rất là nhiều luôn. Trong quá trình làm em có bị đau không? Không đau lắm. Ok, nhìn đấy. Mắt sau khi làm rất là to mọi người nhé. Ai quan tâm đến việc mà mở con mắt trong ngoài kích mí to thì inbox bác sĩ nhé. Zoom lại gần cho mọi người nhìn ạ. Mắt được kéo xuống format số 4 bên nhà mình nhé.